Thưa quý vị, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an đã đề xuất bỏ quy định tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ là 50 tuổi đối với nữ và 55 tuổi đối với nam như quy định hiện hành. Quy định giới hạn độ tuổi tối đa đối với tài xế ô tô kinh doanh vận tải lâu nay vẫn khiến nhiều đơn vị vận tải gặp khó khăn vì khan hiếm nguồn nhân lực. Trong khi các lái xe thì dù chưa hết tuổi lao động nhưng vẫn phải về hưu non vì bị hạ bằng lái theo quy định giới hạn tuổi cho phép. Dù mới 57 tuổi, còn đủ sức khỏe và muốn được đi làm vì chưa hết tuổi lao động, nhưng ông Minh đã phải về hưu non vì bị hạ bằng lái xuống bằng D thay vì bằng E như trước đây. Do quá 55 tuổi, với kinh nghiệm cả đời gắn liền với những chiếc xe ô tô, cực chẳng đã, ông đã chọn làm bảo vệ một bãi xe để hàng ngày vẫn được cầm vào vô lăng. Cơ quan thì không bố trí được những cái công việc phù hợp, hơn nữa là không có những cái loại xe mà tôi lái. Thành thử ra là ngang nhiên là một người coi như không có việc là thừa. Thành thử ra là cái động viên của cơ quan là về coi như là tôi thất nghiệp. Hơn nữa là tôi thấy là nhà nước mình như vậy đào tạo được bao lâu mới được một bằng lái xe chuyên nghiệp như này. Mà như thế này cho về sớm quá nó lãng phí. Thực tế thì nếu chiếu theo quy định của Bộ Luật Lao động sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, tuổi lao động tối đa của người lái xe trên 30 chỗ đối với nữ là 60 và nam là 62 tuổi. Thế nhưng thực tế, nếu theo luật giao thông đường bộ thì 55 tuổi, lái xe đã bị hạ bằng lái. Nhiều ý kiến cho rằng đây là sự lãng phí nguồn lực xã hội, đặc biệt là đối với nghề lái xe. Khi kinh nghiệm và thái độ của những lái xe lâu năm, lớn tuổi luôn mang đến sự an toàn và hài lòng cho hành khách đi xe. Cá nhân em thì em thích những bác tài lớn tuổi hơn bởi vì họ kiểu họ có nhiều kinh nghiệm hơn ấy, với cả khi mà họ cư xử với mình với khách hàng ấy có cái sự điềm đạm nhất định, rất là thân thiện với bọn em ấy. Còn các anh mà trẻ trẻ thì thường các anh ấy hay đi ẩu và họ nhiều khi là phanh gấp rồi bọn em ngã dưới rụi đằng trước ấy. Đồng quan điểm với người dân, các đơn vị vận tải cũng cho rằng quy định giới hạn tuổi lái xe kinh doanh vận tải đang là sợi dây trói buộc các doanh nghiệp, gây khó khăn cho công tác nhân sự. Bởi để có bằng E, người lái xe phải vượt qua nhiều lần nâng bằng khác nhau. Khi có được bằng E, rồi thì chỉ công tác được thời gian ngắn, còn các doanh nghiệp vận tải luôn trong tình trạng khan hiếm nhân lực. Và để cho người dân tự chịu trách nhiệm, đúng là và hiện nay đang chịu trách nhiệm mà, và người dân sẽ thấy rằng là sức khỏe của mình đảm bảo để mình kinh doanh thì người ta hoàn toàn được quyền chọn lựa việc này, chứ không nên đưa ra những rào cản để gây khó khăn. Thứ nhất, khó khăn cho người dân khi người ta muốn tăng thu nhập. Thứ hai, khó khăn cho doanh nghiệp khi người ta đang thiếu hụt lao động thực tế, bởi vì nhu cầu của người dân còn sức khỏe thì người ta còn muốn cống hiến để làm việc, và những người có tuổi rồi thì rất là cẩn thận thận trọng đấy. Thì người ta điều hành để lái cái xe thì tôi cho rằng là tốt. Chúng ta bây giờ chúng ta lấy một cái tiêu chí là tuổi để chúng ta coi đấy là một cái tiêu chí, đấy là cái giới hạn sức khỏe con người là không đủ. Bởi vì hiện nay có những người người ta đến 70 tuổi người ta vẫn khỏe, nhưng có người 40-50 tuổi đã yếu rồi, thì cái đấy chúng ta cũng không nên đi vào cái lấy cái tiêu chí đấy. Thì chúng ta gọi là những người mà lái xe cấp cao như thế là nó là những tài nguyên của đất nước, chứ không thể nói được là tài sản của đất nước. Đấy. Và như vậy thì nếu chúng ta mà cho người ta về hưu sớm đồng nghĩa với chúng ta phí phạm tài sản, thì tôi nghĩ rằng đấy là cái mà chúng ta cần phải xem xét. Các chuyên gia giao thông cho rằng nới lỏng giới hạn tuổi lái xe kinh doanh vận tải là phù hợp với thực tế xã hội, bởi các phương tiện hiện đã có rất nhiều công cụ hỗ trợ người lái an toàn hơn so với trước đây rất nhiều khi quy định cũ được ban hành.